Ngày 5 tháng 6, thủ tướng Slovakia Robert Fico trong video đăng trên mạng xã hội cho biết, ông sẽ trở lại làm việc vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Fico kể từ khi bị ám sát ba tuần trước. Trong video, ông Fico tha thứ cho người tấn công mình, nhưng cho rằng đây là âm mưu của phe đối lập và có bàn tay của nước ngoài. "Tôi sẽ không có hành động pháp lý nào đối với ông ta hay yêu cầu bồi thường thiệt hại." rõ ràng ông ta chỉ là một công cụ của cái ác và sự thù ghét về chính trị từ phe đối lập thất bại ở Slovakia. Ông Fico đang hồi phục tại nhà ở thủ đô Bratislava sau khi xuất viện vào tuần trước. Vào ngày 15 tháng 5, ông bị một cựu nhân viên bảo vệ bắn bốn viên đạn ở cựu ly gần khi đang gặp gỡ người dân tại thị trấn Hanlova ở miền Trung Slovakia. Vụ tấn công đã khiến ông bị thương nghiêm trọng và phải phẫu thuật hai lần. Kẻ tấn công ông Fico được xác định là Jura Sintula, 71 tuổi, đã bị bắt ngay tại hiện trường và bị buộc tội cố ý giết người. Các quan chức Slovakia ban đầu cho rằng kẻ tấn công hành động một mình vì động cơ chính trị, nhưng sau đó thông báo có thể có bên thứ ba tham gia.